Riêng phần của mình cầm lấy một thanh trọng kiếm, đúng là có 8 kiểu nhiều. Thấy vị này trèo lên trên lôi đài, không ít người xem cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cùng với Độc Nhãn Tượng Bì tộc không có danh tiếng gì so sánh, trước mặt vị này lại có thể được xưng là nổi tiếng. Tại toàn bộ lòng mã tinh hệ bên trong vị này chỗ của một chủng tộc bài danh thứ ba. Thứ ba ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa rằng đó là gần với long tộc của một thiên mã tộc tồn tại. Cái chủng tộc này được xưng là tám tay tộc, là một cái cực kỳ cường hãn chiến đấu chủng tộc, được xưng là bát tí thần ma. Bát tí thần ma nhất tộc tại trong lòng mã tinh hệ lịch sử lâu đời, không chỉ so sau này biểu diễn ra lòng tộc muốn lâu dài, thậm chí còn muốn tại trong thiên mã tộc trước đó. Tại thiên mã tộc quật khởi trước, bát tí thần ma nhất tộc này mới là toàn bộ lòng mã tinh hệ chúa tể. Lúc kia bọn hắn liền đã khó có khả năng bằng vào thân thể tại trong vũ trụ phi hành. Mà đối với thiên mã tộc tôi nói chưa từng trưởng thành lên trên trước khi đến bọn hắn có thể nói vận khí tuyệt hảo. Bát tí thần ma ở chỗ tinh cầu khoảng cách lòng mã song tử tinh vô cùng xa xôi, cơ hồ là tại lòng mã tinh hệ một chỗ khác, cho nên bộ tộc này cũng không có tìm được song tử tinh tồn tại, cho nên mới nhường thiên mã tộc có phát triển không gian. Làm hai bên lần thứ nhất tại trong mặt khác một khóa tinh cầu chạm mặt thời điểm, thiên mã tộc đã có được thiên mã kỵ sĩ, cho nên trên phi thường mạnh mẽ. Lòng mã tinh hệ quyết định thống trị một trận chiến, liền là tại thiên mã tộc cùng với bát tí thần ma tộc ở giữa triển khai, khi đó còn không có long tộc tồn tại. Vậy tuyệt đối có thể nói là một trận huyết chiến, thiên mã tộc tính anh trọn vẹn tổn thất là vượt qua 1/3, cuối cùng mới chiến thắng bát tí thần ma tộc. Xác thầm lập mình tại trong lòng mã tinh hệ lãnh tụ địa vị, có thể coi là như vậy. Bát tí thần ma tộc cũng vẫn như cũ lật tại gần nửa cường giả chạy trốn, quay trở về tới tinh cầu của mình sinh tồn. Coi như là thiên long tộc của mấy thiên mã tộc cũng không dám tùy tiện đi động cái này mạnh mẽ loại thứ ba tộc. Mà cùng với đường lang tộc có một chút tương tự chính là bát tí thần ma tộc vấn đề lớn nhất cũng là không tự tình sinh sản xuất, không yêu khổng kỹ thuật. Bọn hắn đối với chính mình thân thể có mê trì tự tin, một mực tin tưởng không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật có thể cùng bọn hắn tự thân so sánh. Nguyên bản bọn hắn còn có kế hoạch muốn trả thù thiên mã tộc một lần nữa, đoạt lại đối với lòng mã tinh hệ trưởng khống quyền, đem lòng mã tinh hệ tiếp tục làm vị trí chính mình bãi sân, có thể nương tựa theo lấy long tộc xuất hiện chết đè bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Thiên long thủ tọa đã tưởng tượng mình đi tới bát tí thần ma tộc chỗ thần ma tinh, dùng sức một mình thắng liên tiếp bát tí thần ma tộc 12 vị trưởng lão, chết đè đem hắn tin phục. Mà trên thực tế, tại lúc mới đầu thiên ma tộc có thể chiến thắng bát tí thần ma tộc cùng với đắc đạo đà trợ thất đạo không trợ cũng có quan hệ rất lớn. Bát tí thần ma tộc cực kỳ hung tàn, đối với bất kỳ chủng tộc nào đều là do làm thức ăn hoặc là nô lệ đối đãi. Ở thời kỳ đó, toàn bộ lòng mã tinh hệ đều có thể nói là tối tăm không ánh mặt trời, hết thảy chủng tộc vô luận là đờ một quả tinh cầu đều có bị bọn hắn đi săn khả năng. Thiên ma tộc là lấy gần như cứu thế chủ thần phận xuất hiện, trợ giúp căng tổng thoát ly ra bát tí thần ma tộc khủng bố, tự nhiên là đạt được càng nhiều tán thành cùng với kính yêu. Hiện tại thì bát tí thần ma tộc cần có tài nguyên, trên thực tế cũng đều là lòng mã song tinh cung cấp. Cái này mạnh mẽ chủng tộc mới xem như là đàng hoàng xuống tới, nhưng cũng thường xuyên sẽ đi qua bên ngoài tinh hệ đi cướp đoạt. Thân thể của bọn hắn thật sự là quá cường đại, mặc dù sinh ra hậu đại không tính nhanh, nhưng mà toàn tộc cộng lại cũng có vượt qua 3 vạn cường giả. Đơn giản tới nói, bát tí thần ma tộc đản sinh bắt đầu từ ngày đó chẳng qua là ấu sinh kỳ bọn hắn, để có thể cùng với nhân loại hồn thánh cấp độ hồn sư so sánh. Một khi trưởng thành lên là phong hào đấu la cấp bậc kia. Luận cá thể mạnh mẽ số lượng, bát tí thần ma tộc có muốn vượt qua thiên ma tộc cùng với long tộc, chỉ có điều tại quá đỉnh cấp cường giả phương diện không bằng cả hai mà thôi. Đấu La Liên Bang cũng từng cùng với bát tí thần ma tộc giao thủ qua, cũng chính là trận chiến kia. Nhưng lòng mã tinh hệ lần thứ nhất nhìn thẳng vào thiên nhân loại này liên bang, lúc đó là một nhánh Đấu La Liên Bang vũ trụ hạm đội hướng ra ngoài không gian thăm dò, tiến vào lòng mã tinh hệ phạm trù, vừa vặn gặp phải một tiểu đội chuẩn bị thoát ly ra lòng mã tinh hệ đi săn bắt chính là bát tí thần ma tộc. 10 tên bát tí thần ma tộc đều là thần cấp cấp độ tồn tại, có thể bằng vào mạnh mẽ thân thể tại trong vũ trụ rừng ao xù, có thể đối mặt với vũ trụ hạm đội. Bọn hắn tự nhiên là vô lực, không chỉ là bị đánh tan còn bị bắt làm tù binh. Nhưng bát tí thần ma tộc có một loại đặc biệt cường đại thiên phú, bọn hắn nương tựa theo thần thức tiếp tục truyền lại, đem tin tức chuyển trở về. Bị không hiểu kẻ địch giết tộc nhân của mình còn bắt làm tù binh, đây đối với bát tí thần ma tộc tôi nói tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Lập tức thì điều khiển quân đội
còn cùng với Thiên Mã Tổng mượn ra một tàu chiến hạm lên thẳng đến Đấu La Liên Bang phương hướng xiết tới đây. Hết thảy 3.000 tên thành niên Bát Tí Thần Ma, lại thêm 50 tên thần cấp cường giả, lại một tên siêu thần cấp Bát Tí Thần Ma trưởng lão dẫn đầu dưới, hung thần áp sát vào trong nhà về phía Đấu La Liên Bang. Sau đó bọn hắn liền thật sự tìm được chỉ vũ trụ hạm đội, lại sau đó liền không có sau đó. Làm Đấu La Liên Bang bắt được Bát Tí Thần Ma, phân tích ra thân thể của bọn hắn mạnh mẽ lúc đó liền biết phải có phiền toái, cho nên làm Bát Tí Thần Ma đại quân lái cũng không cường đại chiến hạm xuất hiện ra trong tầm mắt. Vị kia siêu thần cấp Bát Tí Thần Ma tộc trưởng lão xuất lĩnh ra lấy 3.000 Bát Tí Thần Ma xuất hiện tại trong tầm mắt thời điểm, liền làm một pháo. Liên bang hàm đuôi không chút do dự mở ra tàu mẹ chủ pháo. Một pháo chỉ có một pháo. Kiêu ngạo Bát Tí Thần Ma tộc trưởng lão không có bất kỳ cái gì muốn né tránh ý tứ. Hắn thấy đây đều là hổ giấy. Mà khi Đấu La Liên bang tàu mẹ chủ pháo quét tới thời điểm, lại nghĩ chạy đã không còn kịp nữa rồi. Phạm vi không gian bị trong nháy mắt đó xoắn nát, không chỗ che thân, tương mái trèo biến thành cho bụi. Hơn 3.000 Bát Tí Thần Ma tộc cường giả bị trong nháy mắt quét sạch sành sanh, không còn để lại bất cứ dấu vết gì. Trận chiến kia cũng là Đấu La Liên bang nhường lòng Mã Tinh Hệ chân chính nhận thức được đến siêu thần cấp cường giả cũng không là vô địch một trận chiến. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không quên được cái kia một đường to lớn chủ pháo hào quang, gần như lượn qua nửa cái năm ánh sáng mới dần dần suy giảm tan biến một màn. Những nơi đi qua, một cái vành đai thiên thạch đều lặng yên không một tiếng động khí hóa mà tan biến. Cái kia cũng không phải là siêu thần cấp cường giả liền có thể chính diện ngăn cản lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, cho dù là lúc trước trong chiến tranh tổn thất thật sự cực lớn tình huống phía dưới, lòng kỵ sĩ cùng với Thiên Mã kỵ sĩ đều ẩn nhẫn ra lấy không có ra tay nguyên nhân, mong muốn đánh tan Đấu La Liên bang chiến hạm. Theo bọn hắn nghĩ cũng không phải là không được tình huống, nhưng vấn đề mấu chốt là đánh tan Đấu La Liên bang chiến hạm đồng thời bọn hắn muốn trả giá ra sao. Nếu như Đấu La Liên bang hạm đội đi vào lòng Mã Tinh Hệ, có thể nói không có bất kỳ cái gì một khóa tinh cầu phòng ngự có thể ngăn cản được Đấu La Liên bang hạm đội tàu mẹ chủ pháo oanh kích. Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh chính là lòng Mã Tinh Hệ ngăn cản, Thiên Mã Tông cùng với Thiên Long Tộc ngăn bán, tuyệt đối không cho sơ xuất, tương lai mong muốn sinh ra thần giới, đi đến sinh mệnh cấp độ thăng hoa, này hai khỏa tinh cầu cực kỳ trọng yếu. Nguyên nhân chính là như vậy, tại trong lòng Mã Tinh Hệ có được nhiều như thế cường đại chủng tộc tình huống phía dưới, vẫn như cũ cùng với Đấu La Liên bang bình an vô sự. Hai bên đều có kiêng kỵ, cũng mỗi người có suy nghĩ riêng. Lúc này trên lôi đài, vị này Bát Tí Thần Ma vừa xuất hiện lập tức đưa tới toàn trường xôn xao. Cứ việc vật đối sao rời, hiện tại thì Bát Tí Thần Ma tộc đã vô pháp tại trong tinh hệ nội bộ đi săn, nhưng bọn hắn như cũ là hùng danh hiểm hách, tùy tiện đánh giết chủng tộc khác đều là không phải là tin tức. Bởi như vậy tại tuyệt đại đa số tinh cầu đều là phi thường gạt bỏ Bát Tí Thần Ma tộc xuất hiện. Có Thiên Long Tổng của một Thiên Mã Tổng uy hiếp, cái này một chút hung đồ mới xem như là thu lại mấy phần, nhưng không có người sẽ không thừa nhận bọn hắn mạnh mẽ. Trước mặt đầu này Bát Tí Thần Ma thân cao 10 mét cầm trong tay 8 chuôi trọng kiếm, cái kia hung uy bắn xa bốn phía dáng vẻ, khiến cho gan nhỏ một chút các tổng nhân đều là không khỏi vì đó run sẩy. Từ trên người của hắn rõ ràng có một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh toát ra, nếu như từ không trung nhìn xuống liền có thể thấy, tại các tộc trong khu nghỉ ngơi, có một khối khu nghỉ ngơi là đơn độc mở ra tới, cùng mặt khác khu nghỉ ngơi đều có cự ly khoảng cách, cái này là Bát Tí Thần Ma tộc khu nghỉ ngơi. Thiên Ma tộc ăn bài như vậy liền là lo lắng cái này một chút Bát Tí Thần Ma nổi điên, cùng với chủng tộc khác đánh lên trên đến, Bát Tí Thần Ma hiếu chiến khát máu, cho tới bây giờ không có cái gì kính sợ cảm giác, không có cái gì là bọn hắn làm không được. Chủ trên khán đài, Thiên Mã thủ tọa một bên là Thượng Quang Long kỵ sĩ Trùng Trí Sương cùng với Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, mà một bên khác lên chính là một tên có màu tím hai chân Bát Tí Thần Ma tộc tộc trưởng, đương đại Bát Tí Thần Ma tộc Chí Cường Giả. Vị này đại ma vương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, dáng người rõ ràng so với chủng tộc khác đều càng cao lớn hơn, trong tay cầm to lớn chén rượu uống làm máu. Đối với Bát Tí Thần Ma nhất tộc, La Minh Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng đã sớm có nghe thấy, nhưng gặp mặt lại còn là lần đầu tiên. Cùng đối phương hùng ác bộ dáng so sánh, La Minh Vũ cùng Bạch Tú Tú bề ngoài không lên quá tốt, đến mức khán giả nhìn xem các nàng thời điểm lập tức đều có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Có thể là La Minh Vũ lại phát hiện hiện ở thời điểm này, nhưng không ai vì bọn họ mà lớn tiếng khen hay. Đúng vậy, lúc trước mỗi một trận đều có, chứ có trận chiến trước mắt này không có. Bọn hắn đang lo lắng cái gì? Lo lắng Bát Tí Thần Ma trả thù sao? Hết sức rõ ràng hẳn là như vậy. Có thể nghĩ Bát Tí Thần Ma tộc tại trong lòng Mã Tinh Hệ danh tiếng là cỡ nào ác liệt.
Ha ha ha, tên kia trèo lên trên lô đài bát tí thần ma, tầm mắt nhìn chăm chú lấy La Miền Vũ cùng Bạch Tú Tú, khóe miệng giống như có nước miếng muốn chảy xuôi ra tới, trong tay tám chuôi trọng kiếm toàn bộ hòa tại bên người, sau lưng to lớn hai cánh kéo ra. Còn không có thưởng thức qua lòng tộc mỹ vị, không biết lấy các người sẽ sinh ra như thế nào mà chúng khạc khạc khạc. Vừa nói hắn đúng là cửa nhiều điên, trong tay tám chuôi trọng kiếm đột nhiên chấn động, đồng thời bắn xả cho mắt ánh sáng tím. Một cỗ hùng hãn vô cùng khí tức trong nháy mắt đó từ trên ngực của hắn bạo phát đi xa, loại trình độ này huyết mạch khí tức.